tuyển Việt Nam đã khép lại quá trình tập huấn tại Hàn Quốc bằng trận thua 0-2 trước Seoul Island, một đội bóng đang chơi tại K-League 2. Sau khoảng nửa tháng tập huấn tại xứ sở kim chi, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có được những trận đấu giao hữu hết sức bổ ích. Từ những trận đấu với Incheon, Seoul hay mới nhất là Seoul Island, ông thầy người Hàn đã có những thông tin khá cơ bản để đánh giá phong độ của các học trò. Cũng ở những trận đấu đã qua, huấn luyện viên Park Hang-seo không ngần ngại khẳng định một vài cầu thủ sẽ có vai trò quan trọng tại AFF Cup sắp tới. Vị trí mà chúng tôi muốn đề cập đến trong video này đó chính là hàng tiền đạo, nơi mà cầu thủ Công Phượng được xem như quân bài tẩy của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cụ thể, quay ngược thời gian vào ngày 25 tháng 10 vừa qua, Công Phượng là một trong 7 cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu ra sân tập luyện. Điều này khiến nhiều người cho rằng tiền đạo người Nghệ An sẽ được cho nghỉ, không phải ra sân trong trận đấu giao hữu lúc 13 giờ chiều với Seoul FC. Tuy nhiên, bất ngờ Công Phượng được tung vào sân ở cuối trận, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Sau trận đấu này, ông Park đã lý giải, buổi tập sáng nay không quá nặng nên Công Phượng vẫn có thể thi đấu. Thêm nữa, tôi muốn đội giành chiến thắng nên tung cậu ấy vào sân. Đây là lần thứ hai huấn luyện viên Park Hang-seo nói rằng cần bàn thắng nên sử dụng Công Phượng. Kể từ khi ông sang Việt Nam và làm việc hơn 1 năm trước, nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn xem chân sút của Hoàng Anh Gia Lai như một quân bài tẩy trong những thời điểm cần đột biến. Tới trận gặp Seoul Island hôm 29 tháng 10, người ta đã chụp được khoảnh khắc huấn luyện viên Park Hang-seo gọi riêng Công Phượng và chỉ điểm cho cầu thủ này có thể phát huy năng lực và tìm kiếm bàn thắng. Một hình ảnh cho thấy rằng ông thầy người Hàn đang đề cao vai trò của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai như thế nào. Công Phượng đang thể hiện tốt và gần như sẽ chắc chắn có tên trong danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018. Dù huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không chốt danh sách vào ngày 30 tháng 10 như dự kiến ban đầu. Nói về ngày chốt danh sách, ông cho biết ngày 8 tháng 11 chúng ta mới có trận ra quân gặp Lào. Có thể ngày 7 tôi mới làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để chốt danh sách cuối cùng. Các cầu thủ vẫn còn thời gian để thể hiện mình. Ở ASEAN vừa qua, Công Phượng có thể không phải là nhân tố thường xuyên đá chính, nhưng mỗi khi đội nhà cần bàn thắng và sự đột biến, anh luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Và ở giải đấu sắp tới, có lẽ Công Phượng sẽ là quân bài tẩy của huấn luyện viên Park Hang-seo khi mà chúng ta chỉ phải đối đầu với những đội bóng ngang cơ hoặc là dưới tầm. Đội tuyển Việt Nam sẽ về nước vào ngày 30 tháng 10 và tiếp tục tập luyện hướng tới trận mở màn gặp Lào diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới.